Này thiện hiện, pháp không nội, đối với pháp không nội chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không nội. Này thiện hiện, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, chân như đối với chân như chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ chân như. Này thiện hiện, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, thánh đế khổ, đối với thánh đế khổ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế khổ. Này thiện hiện, thánh đế tập diệt đạo, đối với thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, bốn tịnh lự, đối với bốn tịnh lự chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn tịnh lự. Này thiện hiện, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, tám giải thoát, đối với tám giải thoát chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám giải thoát. Này thiện hiện, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ.